đời là mộng, nhân quả là thật. Trong Phật giáo có rất nhiều pháp môn tu tập, mỗi pháp môn có cách tu khác nhau. Nhiều trường hợp sư phụ không đồng ý cho đệ tử tu sen tạp. Đây cũng là một điều có lý lẽ, vì khi người tu hành không chuyên tâm, cứ chạy cà rông đôi khi cũng không tốt lắm. Ví dụ như ở Tịnh Tông học hội, hòa thượng Tịnh Không chỉ chấp nhận người tới đây niệm Phật, ngài không cho phép tạp tu hoặc học nhiều pháp môn, vì làm như vậy sẽ loạn lòng người. Khi lòng đã loạn rồi, tu hành không chuyên thì công phu tu tập rốt cuộc cũng chẳng đi tới đâu hết. Đại sư Ấn Quang thường nhắc đến câu trong Kinh Hoa Nghiêm rằng: nghiệp chướng của chúng ta nếu nó có hình tướng thì bầu trời này không còn chỗ để chứa. Nó tràn nhập, nó nêm chặt vào nhau, có thể làm cho không trung trở thành khối đặc bởi tội lỗi rồi. Trong Kinh Kim Cang Phật dạy: nhất thiết hữu di, pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển. Tất cả dạng sự dạng vật trên đời là mộng là quyển, là bọt bóng là ảo ảnh. Nó trụ ở đời giống như là giọt sương, nhanh như điện chớp. Nếu hiểu được lý lẽ này thì thấy đâu có gì là xấu với tốt, là thiện với ác, là trắng với đen. Làm thiện mà chấp vào thiện thì thiện đó trở thành ác. Làm ác mà biết là ác, hồi tâm sửa đổi thì ác đó sẽ trở thành thiện. Dạng pháp là chỉ cho tất cả sự vật mà mình có thể nhìn thấy, rờ mó, nghĩ tưởng, là tất cả những cái mà lục căn, lục thức của mình có thể tiếp xúc hay tưởng tượng ra. Những thứ đó xét cho cùng thì có gì là thật đâu. Khi đang mộng thì mình thấy lung tung, sơn hà, đại địa, chúng sanh, vũ trụ, đủ thứ hết. Trong đó mình mặc sức tung hoành, mưu toan, tính toán, giành giật. Khi tỉnh mộng thì các thứ đó tức khắc tan biến mất. Vì sao? Vì nó là quyển chứ đâu phải thật. Nếu giấc mộng lâu lâu một chút thì dí như sương. Nếu nó nhanh thì dí như là điện chớp, lóe lên chưa kịp thấy thì đã mất hút vào hư không. Lâu như sương, nhanh như điện là cái thọ giả tướng của con người. Như mộng, quyển, bào, ảnh là cái ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng. Nó có đó rồi nó mất lúc nào không hay. Trực chất chim bao, mộng vàng tan biến. Hư không vẫn hoàn lại hư không, có gì đâu mà lo lắng. Cuộc đời này nó cũng giống như vậy thôi. Kể ra thì 60, 70 năm nghe lâu quá, nhưng mà khi trực giấc nhìn lại thì có khác gì là mộng quyển xuất hiện như sương, rồi tan biến cũng như sương. Đừng nên mơ mộng chuyện nhân nghĩa thị phi của thế gian là thiên trường vĩnh cửu nữa. Tất cả mọi người rồi đây cũng thấy được cái mộng quyển đó. Tất cả sự vui buồn, hạnh phúc, khổ đau, tội lỗi hay thiện mỹ đều như là giấc mơ, hão huyền, không thật. Suốt cuộc đời lao tâm lao lực, rốt cuộc không hưởng được gì ngoài cái nghiệp mang theo. Cho nên đời là mộng, có gì đâu mà lo lắng. Nhưng có một điều không phải mộng, đó là nghiệp chướng. Phật dạy: dạng pháp giai không, nhân quả bất không. Dạng pháp là hữu vi pháp, nhân quả là kết quả của nghiệp. Dạng pháp là thành trụ hoại không, là sanh trưởng dị diệt, là sanh lão bệnh tử. Nó xuất hiện rồi biến dịch theo từng phút giây. Còn nhân quả là năng biến, sở biến. Năng biến là hành động tạo tác, sở biến là kết quả thu được. Hành động gọi là năng biến, có thể xảy ra trong tích tắc rồi tan biến vào hư không. Nhưng nó không phải là không, vì nó còn cái hậu quả của nó, gọi là sở biến. Có năng có sở vì có biến, đó là định luật nhân duyên quả báo, tơ hào không sai. Cho nên mới gọi là bất không. Anh ví dụ cho dễ hiểu: ông bà cha mẹ sinh ra ta thì ông bà cha mẹ là năng biến,
ta là kết quả hay sở biến. Dù cho họ đã qua đời là giai không, nhưng ta còn đây, nhân quả bất không, gần gũi hơn. Ví dụ trong sinh hoạt hàng ngày, ta đập đầu con cá lóc để nấu canh chua. Ta đập một cái bọt, âm thanh gãy gọn đó, nó tan biến trong hư không. Ta muốn nghe lại tiếng đập cũng không còn nữa. Nồi canh chua mà ta ăn qua, tất lưỡi là hết, không thể ói ra để mà ăn lại. Cái dao, cái nồi là hữu vi pháp, là giai không. Vì trước sau gì, nó cũng xét rỉ hư hại. Nhưng hậu quả của sự tham ăn mà giết hại sinh vật, nó không hết. Vì sao? Vì năng biến, vì con cá đã chết, thần thức của nó vẫn mãi căm thù kẻ đã giết chết nó. Nó sẽ bám sát theo mình để chờ cơ hội trả thù. Trả thù là sở biến, quan quan tương báo, thù chất thành thù, kiếp này qua kiếp khác. Nghĩ thử, tính từ vô lượng kiếp trong quá khứ đến nay, nghiệp chướng của mình nó nhiều đến cỡ nào. Nghĩ như vậy mới thấy lời trong kinh Hoa Nghiêm: nếu nghiệp chướng có hình tướng thì không gian này không đủ chỗ chứa, là chính xác. Cái hành động gì đó là năng biến, hình tướng thì không còn nữa, nhưng hậu quả thì vẫn còn. Đó là sự ân hận, đau khổ, buồn phiền hay những cảm giác còn ghi lại trong tâm, là sở biến. Con người vì lún quá sâu vào thối tục thường tình, tạo quá nhiều nghiệp chướng, thành ra họ không bao giờ thoát khỏi luân hồi sanh tử, tử sanh để trả cho hết cái nghiệp báo. Cái nghiệp chướng chồng chéo lên nhau, trùng trùng điệp điệp, nhân quả, quả nhân khó ngày kết thúc. Nhưng có ai biết đâu, trong cái quan nghiệp tương báo, dù là trùng trùng điệp điệp, nhưng cái nhân chính yếu vẫn chính là ta, tạo ra để rồi chính ta nhận cái quả. Như vậy, cái đầu mối chính là ta. Ta có chịu ngừng tay hay không mà thôi. Đó là cách giải quyết vấn đề. Cái điều khó gỡ nhất của con người ngày nay là vì tâm trí của họ đã nhiễm quá nặng những chất độc tố tham sân si, làm mất hẳn tính linh căn bản. Cho nên họ không chịu ngừng tay, họ không chịu chấp nhận lỗi lầm, họ không bao giờ biết sám hối. Họ thà chấp nhận mai này dìm mình trong ba đường ác, đau khổ triền miên, hơn là tin vào điều Phật dạy. Nhìn thấy chúng sanh quá đau khổ trong nghiệp báo, quý ngài Đại Từ Đại Bi khuyên họ tu hành đến đắng miệng, cạn hơi, khô cổ. Vậy mà chúng sanh cũng không để tâm đến. Nếu chúng sanh hồi đầu tỉnh ngộ, thì cơ hội giải thoát hiện ra ngay trong đời này, chứ không đâu xa cả. Chắc chắn như vậy. Vì sao? Vì vạn pháp giai không. Sự việc này, nó tế di đến chỗ sự năng biến, cũng có thể trở thành hư không luôn. Vì sao? Vì năng biến cũng là hư vọng mà. Cái năng biến phải có cái duyên, nó mới thành tựu cái sở biến. Nghĩa là cái nhân cần phải có cái duyên mới thành cái quả được. Chính nhờ thế nên người làm lỗi lầm mới có cơ hội để cho họ sám hối chứ. Vậy thì những khởi tâm động niệm từ trước tới giờ đều phát xuất từ cái hư vọng mà thành. Nó là sản phẩm của vọng tâm. Tất cả đều là mộng huyễn bào ảnh mà thôi. Khi hiểu rõ lý đạo, ta trở về với chân tâm, thì cái gì thuộc về vọng tâm cứ để vọng tâm gánh vác đi. Còn chân tâm của ta là Phật, ta cứ thẳng một đường về với Phật. Hồi đầu thị ngạn chính là chỗ này đây. Trong kinh Phật có kể một câu chuyện rằng có một ông vua tên là A Xà Thế, suốt đời làm ác như giết vua cha, hại mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu. Tội ác lớn như vậy, chỉ còn bị đọa địa ngục vô gián. Nhưng khi biết lỗi, ngài thành tâm sám hối, chí thành niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngài giảng sanh về Cực Lạc, tới thượng phẩm trung sanh, thành thất địa Bồ Tát. Kinh Phật nói rõ ràng, đã chứng minh Phật Pháp vi diệu. Cuộc đời này ai mà không lỗi lầm, ai mà tránh được gây nghiệp. Đó chỉ là chuyện thường tình thế gian.
cái điều quý báu là làm lỗi mà biết được lỗi lầm. Khi biết được lỗi lầm là khởi pháp, một sự hồi đầu đáng kể. Khi ta hiểu pháp xuất thế gian thì những chuyện thường tình đó là nhân duyên khá lành cho ta đó. Nhờ cái gương này mà ta biết được trong vô lượng kiếp trước ta đã lỡ gây nhiều nghiệp ác. Chính nghiệp chướng này lôi ta vào dòng sinh tử luân hồi triền miên không thoát được. Hiểu vậy rồi thì phải lo tu hành đi. Tu là sửa, hành là hành vi sai trái. Tìm cái sai trái lớn nhất tu sửa trước, đó gọi là đại tu vậy. Chứ còn nói lầm lỗi mà không chịu sửa thì nói ra có ích gì đâu. Tu hành là con đường chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp có nhiều cách. Trong Phật Pháp có tới 84.000 pháp môn di diệu, nghĩa là cũng có tới 84.000 cách khác nhau để chuyển nghiệp. Tùy theo căn cơ của chúng sanh, thích hợp cách nào thì theo cách đó. Tuy nhiên, cũng nên hiểu thêm một vấn đề quan trọng là tuy rằng pháp môn đều vi diệu, nhưng không phải ôm đờm tu cho đủ hết 84.000 pháp đâu. Đức Thích Ca Mâu Ni thị hiện xuống trần, thuyết kinh giảng đạo 49 năm. Ngài không có một định pháp để nói, chỉ tùy cơ ứng pháp, tùy bệnh cho thuốc mà thôi. Cho nên mỗi một pháp môn là một phương tiện độ chúng sanh tương ứng theo căn cơ. Vì sơ ý điểm này, cho nên nhiều người cứ thấy pháp Phật thì nhào vào tu, không coi kỹ pháp đó cứu cánh là gì. Nếu sơ ý chọn pháp môn không hợp cơ, hợp lý, hợp thời, vô tình tu hành rất khổ cực, mà kết quả thì không đạt được như ý. Tu học Phật, mục đích tối hậu là liễu thoát sinh tử, chứng đạo vô thượng, nhưng tu không có đường nhất định, đi không có hướng rõ rệt, thì khó mà đến đích, thậm chí có khi bị lạc đường một cách oan uổng nữa là khác. Vì sao vậy? Vì không có hướng đi nhất định, thì mông lung, dễ lầm lạc, bị quan gia phá hoại, bị nghiệp chướng cản trở, bị tử ma cắt đứt. Học Phật, ta phải tin vào nhân quả. Trong phần tu Phúc Đại Thừa có mục thâm tín nhân quả. Tất cả mọi sự kiện trên đời không có cái gì thoát ra ngoài nhân quả hết. Đời này mình giàu có hay nghèo khổ, đẹp gái hay tàn tật, thông minh hay ngu tối, tất cả đều do từ cái nhân chính mình đã gây ra trong tiền tiền kiếp kết tập thành cái quả đời nay. Nếu người không hiểu Phật Pháp, họ mê muội đắm nhiễm vào trong đó, hoặc vui mừng để tạo thêm nghiệp, hoặc đau khổ cũng để tạo nghiệp thêm. Nếu hiểu Phật Pháp thì chính những cái thua sút nghèo khổ, cái kém khuyết hôm nay, nó sẽ là cái gương quý báu cho mình soi, là lời pháp tuyệt diệu giúp chúng ta tu hành, là cái duyên rất tốt để trở về với Phật. Hiểu được như vậy sẽ thấy an lạc vô cùng, hạnh phúc vô biên, chưa chắc ai sánh bì với mình được. Bây giờ nói cụ thể một chút, tu làm sao đây? Như việc khuyến khích đứa con xuất gia tu hành là điều đáng quý, đó cũng là duyên lành của cháu. Trong việc cúng dường Phật có y pháp tu hành cúng dường, đã xuất gia rồi, cố gắng giữ gìn giới luật, thúc liễm thân tâm để mong ngày đắc đạo, vì đắc đạo mới trả được nợ nghiệp chướng. Cũng nên nhớ, đừng nghĩ rằng xuất gia là đã có công đức ngang. Đắc đạo là sao? Là trong đời này phải tu cho đến thoát ra khỏi tam giới, thoát được sinh tử luân hồi, chứng vào pháp giới của Phật. Nếu không thoát khỏi sáu đường luân hồi thì chắc chắn còn phải đối đầu với quan gia trái chủ, phải trả nợ những nghiệp chướng mình gây ra. Thế nhưng muốn thoát ra khỏi tam giới đâu phải dễ. Ví như muốn đắc được cái sơ quả Tu Đà Hoàng là cái quả nhập lưu đầu tiên để được vào hàng thánh thôi, thì ta phải phá hết 88 phẩm kiến hoặc phiền não. Chỉ mới là phẩm nhỏ nhất để nhập lưu, mà một người bình thường như chúng ta phải tinh tấn tu hành cũng mất cả đại A Tăng kỳ kiếp
chưa chắc đã đạt tới. Một A Tăng Kỳ cả hàng tỷ tỷ năm thì làm sao mơ tới ngài thành Phật. Cho nên nếu tu theo những pháp môn tự lực, tự ta phải cố gắng chứng từng cấp, thì thời gian trải qua vô lượng kiếp chưa chắc đã đạt được. Vì tiến một bước, lùi hai bước, tiến tiến, thối thối, thời gian thành ra dài. Muốn thành tựu chắc chắn hơn, nên tu theo pháp môn niệm Phật, vì nhờ sức gia trì của Phật A-di-đà, với 48 đại nguyện của ngài và lực hộ niệm của chư Phật trong mười phương mà được giảng sanh dễ dàng. Cho nên nhìn qua nhìn lại, ngoài cách niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc, không còn có con đường nào khả dĩ dễ thành tựu hơn, nhất là thời mạt pháp bây giờ. Nên nhớ, trong 84.000 pháp môn thì niệm Phật là pháp môn nhị lực, được Đức A-di-đà cùng chư Phật mười phương đồng thanh gia trì, còn tất cả đều là sự tự lực tu lấy. Đây là pháp môn tối thượng trong tối thượng, viên mãn trong viên mãn. Một pháp môn duy nhất độ khắp các căn cơ, từ đẳng giác Bồ Tát cho đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều bình đẳng thành Phật trong một đời tu hành. Sự tối ưu vi diệu này chính là vì cái quay thần của Phật A-di-đà và chư Phật hộ niệm. Cái quy lực này không thể nghĩ bàn được đâu, là điều vượt khỏi sự tưởng tượng của chúng ta. Thật là một pháp môn khó tin nhưng có thật. Đức Phật nói, pháp môn này cho dù hàng đại Bồ Tát cũng không hiểu nổi, các ngài cũng dùng đức tin để vào. Chỉ có Phật với Phật mới hiểu được mà thôi. Chứ gì Đại Đức Tổ Sư nói niệm Phật là pháp môn dạng người tu, dạng người đắc. Nếu không vi diệu như vậy, các ngài làm sao dám nói lời này? Rất nhiều người tu rất tinh tấn, thâm niên mà không được giảng sanh vì không niệm Phật. Trong khi rất nhiều người chỉ ở nhà niệm Phật mà họ biết trước ngày giờ giảng sanh, ra đi thật tự tại. Từ đó xin quyết một lòng niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ mà thôi, nhất định không lay chuyển. Hòa thượng Tuyên Hóa nói, ta chẳng cần tìm những pháp môn phương tiện ở đâu xa xôi, mà nên tu trì pháp môn niệm Phật này. Niệm Phật là con đường tắt trong những con đường tắt, phương tiện trong những phương tiện. Một pháp môn viên đốn nhất, đơn giản nhất, dễ dàng nhất. Cho nên không cần tìm kiếm một pháp môn hay phương tiện nào khác. Pháp môn niệm Phật là phương pháp hay nhất. Hòa thượng Tuyên Hóa là thượng thủ truyền thừa pháp môn thiền Quy Ngưỡng, nhưng ngài đã lấy niệm Phật làm chính. Ngài viên tịch năm 1995 tại Hoa Thịnh Đốn, lưu lại cả ngàn viên xá lợi. Nói tóm lại, niệm Phật thành Phật, không niệm Phật không thể thành Phật. Đời mạt pháp này phải nương theo lực gia trì của Phật mới mong thoát dòng sanh tử luân hồi, thoát qua tam giới, giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, một đời thành tựu bậc bất thối chuyển để thành đạo quả Bồ Đề. Đã niệm Phật phải cần giữ trọn đạo làm người, nỗ lực bỏ việc ác, làm việc lành. Việc thiện nào mình làm được thì gắng làm, không làm nổi cũng nên nuôi lòng mong mỏi. Khuyên người khác làm, hoặc thấy người khác làm thì sanh tâm tán đồng, quan hỷ khen ngợi. Như vậy, tuy mình không làm, song cũng chia được một phần phước báo. Trái lại, việc mình không làm được, nhưng thấy người khác làm lại sanh tâm ganh ghét, khuấy phá, dèm pha, đó là tâm lượng của kẻ tiểu nhân. Ấn Quang Đại Sư.